Rồi hello cả nhà mình ơi, em Trường với ngài xe máy cánh phép đây. Hôm nay em Trường sẽ lên cho cả nhà mình lại con Neo Kim 209 ha. Đó, thắng đĩa, đánh cầm thắng đĩa nha cả nhà mình. Con này thì hồi bữa là anh Phép lên clip là đã có bán rồi ha. Do cái nguyên nhân là khách cọc nhưng mà xây tiền không kịp rồi. Đó. Cọc bây giờ xây tiền không kịp ha. Nên khách người ta chịu lỗ ít đỉnh. Đó, người ta kêu đem quay bán lại ha. Đó, hôm nay thì bên em đem nó ra, bên em sẽ làm clip lại cho anh em mình. Hồi bữa cũng có nhiều anh em lên clip con này, cũng có nhiều anh em mình đòi chốt lắm ha. Nó nhưng mà tại khách chuyển cọc rồi, nó lên nói thì đã bán. Đó, nên bây giờ giục cái mắt mấy kèo kia trơn luôn. Hôm nay lên clip lại cho những anh em nào hồi bữa cần con này ha. Nói chung là con này bến phép cũng lên clip chi tiết rồi, anh em cũng biết về chắc xe này rồi ha. Máy móc thì ghim im. Đó. Đó, ốc tán dành căm đồ là còn vàng nghính ha. Nói chung là xe này cái chắc xe còn đẹp, ốc tán dành căm đồ còn vàng khè nè, đẹp nè ha. Đó. Sơn bạc phục đồ còn zin luôn. Đó, sơn bạc phục đồ còn zin luôn ha. Căm mà anh em mà để ra ngoài ánh nắng là nó vàng bảy màu luôn á. Con này áo sống rồi là zin theo xe luôn ha. Áo sống là nguyên zin. Con này là bữa đích thân em lấy chành về nè. Máy này chạy rất ngon cả nhà mình. Máy này chạy êm lắm á. Đây, trời ơi, ốc đầu cổ rồi nó còn vàng nghính luôn anh em. Xe này là không có tẩy rửa gì ha. Đó. Nước cái chắc mà máy móc là đẹp. Còn đẹp gì luôn á. Nước nhơn còn đẹp móc gì luôn á. Thôi vỏ đầu mới thay luôn nè. Đó, vỏ đầu mới thay đúng gai của Neo luôn ha. Đó, những văn mà người ta xài xe mà dạng như là người ta am hiểu về xe, người ta thay vỏ thôi, nhìn cũng biết người ta biết về xe nó đúng theo cái vỏ của Neo nè, vỏ Inu. Lóc liếc sơn bạc đồ là nguyên zin nha, còn đẹp lắm. Nói chung thì theo năm tháng xài thì cũng có chày chóc rồi kia đỉnh chứ không phải là không nha cả nhà mình. Đó, thì cũng có chày xước đồ nhẹ nhẹ nhưng mà được cái nó liền nó đẹp sáng ha. Cần số zin luôn nè, đó cần số zin màu xanh nòng súng này ha. Đó, cần số cần thắng rồi là còn nguyên zin. Đây, em đát đây. 209 nha cả nhà mình. Ốc tán rồi còn vàng nghính nè. Có cái bọc sên nè. Bọc sên thì bữa anh Phép cũng có nói rồi đó. Thì cái này là do quá trình vận chuyển về ha. Quá trình vận chuyển về đó nó cắn nó mớp. Đó. Anh em mình về á mình cái này cũng dễ lắm. Mình kê cái miếng dán ở ngoài nè, cái mình lấy đồ ở trong mình tán lại cho nó bằng lại ha. Đó, còn anh em nào muốn mà đẹp thì mình dặm tốt lại nhẹ thôi. Tại bên em muốn để chắc xe zin mà anh em bán cho anh em mà. Đó. Nhiều khi anh em người ta cũng không quan trọng vấn đề gì đâu. Ít đỉnh không quan trọng đâu. Mình chạy miếng sao sên dĩa đừng có cọ vô nghe lọt sọt cho được rồi anh em. Đó. Miếng sao mà chạy mà sên dĩa đó đừng có kêu mà gột được ha. Nó mớp nhẹ nhẹ không thành vấn đề chứ. Nhẹ thôi, cái này nhẹ thôi nó không có thành vấn đề gì đâu. Cầm nè. Đó, căm nó còn vàng óng ánh luôn ha. Cản này thì có xử lý rồi anh em ơi, cản này có sơn lại. Cái bô này còn khá là đẹp đó, cái bô này còn zin đẹp á. Có bữa mấy em xử lý cái con bô nè, cái con bô bữa nó đỏ đỏ rồi kia có sơn lại. Cái nào có xử lý thì nói có xử lý à, anh em giữ gì chơi ha. Thì có cái combo thì nó cũng có hàng rồi đó chứ, nó cũng có hàng rồi. Nó sơn lại cũng đâu có thành vấn đề đâu nha anh em. Con này lóc liếc rồi hai bên đẹp lắm nha. Con này được cái là máy zin luôn á, đặc trưng nó là máy zin nha. Nó gấp bọng là sườn bọng được ok. Ồ, bên trong mình xăng lớn rồi còn rất đẹp. Chắc lắm ha, ấm hiểm mà. Máy rất ngon, không có khói bọn người đâu cái nhà. Bao anh em luôn, test thoải mái, không có khói gì ha. Đó.
hồi bữa thì em ba bán cho anh em ta chốt là 20.9,5 triệu luôn á ha, là bao hồ sơ luôn á đó. Đó nên hôm nay anh em ta cũng chịu lỗ đỉnh rồi, nó đem ra bán lại thì bán lại cho anh em giá 29 triệu ha, bớt cho anh em 500. Nói với cái tầm giá 29 cũ này anh em xài quá tốt rồi nha anh em. Cái chắc xe máy zin nó chân cẳng ốc tán rồi, còn dàn kính này là 29 triệu là anh em xài quá ok rồi. Bao luôn hồ sơ cho anh em mình luôn á ha. Đó, bao gồm luôn hồ sơ luôn, là quá tốt. Đó, cái tầm xe mà giá 29 triệu mà những cái chắc xe mà tầm cỡ ba mấy luôn á, ốc tán còn dàn kính nè, đẹp lắm. Máy im nữa. Rồi, anh em nào kết con này thì nhanh tay alo cho em Trường để chốt ha. Số điện thoại em là 0961 374 375. Có cần thêm thông tin hình ảnh chi tiết thì inbox Zalo cho em nha. Rồi, cảm ơn anh em nhiều, bye bye.